Nè, nguyên một đồ này là trong đây cũng có phần của chú gì của sạp nữa nha sạp hả lựa lựa gì cái này là có phần của ai là người đó nhận chứ không không được gì lựa hiểu không để cái thứ ba được à? Cái tên này của hãng đội không đội hả sạp sạp đó đội không đâu vô rồi cái này là của em Liễu mở bắp kia ra con Liễu dạ đúng rồi đâu vô đâu vô ngày đợi cái này là của Trần Tuấn đẹp trai chơi dưỡng tướng với sạp ai đẹp hơn ta đẹp tên rồi hả tên rồi tới mà tới đám cưới tới đám cưới ai gái rồi, vợ rồi, vậy đám cưới ghệ hả? Chẳng có vậy. Rồi mình đi đám cưới ghệ vậy rồi mình buồn không? Khi người ta không còn thương mình nữa. Rồi vô, ok. Được không? Được, ok. Cái này là con Tuấn. Đi đám cưới ghệ đi mấy ngàn? Mấy cái nón luôn. Trời ơi, nón nhiều chưa? Mấy cái nón luôn. Có nghĩa là mua mấy cái nón này để cho Tuấn đội đi làm. Tuấn được cái thể thao để làm luôn cho nó nhẹ. Ờ có chừng lộn nghe của ai hả ba cái quần thể thao của sở của bạch lộn quần tướng nè đây là áo là của em với của em với tướng cái thằng gì em áo này em mặc đi đi đám bình thường luôn mà tôi vừa vừa thì bạn mặc đâu không được bây giờ mặc đâu không mặc đi lại hả mặc ông nội ơi chặt đi chặt đây ủa các bạn áo về tay không đi chặt chặt là có hẹn ba đây thì ai chặt chặt người để người vừa mặc đây. Này áo này vừa nè. Áo này đẹp quá. Vừa cháu tay cho mẹ đi. Đó bạn áo một tay đó. Vừa không? Mặc áo rất là vừa không? Đủ quá. Ừ. Cái màu vậy đó. Màu vậy cái cổ gì nữa đây, áo này dài nè. Dạ. Yeah. Dài kìa, đúng kèo ơi, đúng kèo ơi. Ừ. Ừ. Áo này chơi tối cô gái rồi nè. Ừ liền. Nó tới dài ừ liền. Vừa rồi. Vừa rồi. Vừa không? Vừa. Vừa. Bỏ vô quần luôn coi. Vừa, ok. Gài nút lại luôn. Okay. Tới là vừa, tới vừa. Rồi vậy là cái áo này là không vừa phải không? Rồi không vừa thì vừa, 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 vừa. Vừa không? Rồi kiếm cái áo nữa. Rồi vừa thì thấy ra để riêng đi. Rồi để riêng đi. Để bỏ vô. Được rồi. Hẹn mà nhỏ con đó. Thằng xếp bỏ vô. Cần áo tay dài phải không? Thôi áo tay dài này đẹp nữa nè. Rồi tới số với người hàng hẹn ở ông sạp rồi thằng lái 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 rồi đấy rồi để đâu xuống đó đi gặp nát ai lấy đâu mà sợ để riêng liền có nghĩa là em thích cái áo tay dài không thích áo tay ngắn đúng rồi phải không rồi áo tay ngắn rồi áo tay ngắn đưa qua mấy người kia áo tay dài áo mới không phải chiếc áo dài luôn áo tay dài đang đi khu ghế chân dài phải không rồi áo tay dài nữa nè để coi được coi mấy cái coi mấy cái chia ra coi mấy cái nhiều khi nhiều cái áo tay ngắn thì và cái đi cái này dài luôn dài không thích mà đó rồi áo này màu màu thôi hả chắc màu màu hơi hơi tối không thích chắc vậy áo này đẹp nè tay ngắn tay dài ngắn 1 triệu ha. Phải là dài. Thì dài là hút hết. Hết. Ngắn luôn. Ngắn luôn. Rồi giờ phân công ra đi chia đi. Chia. Hình như là 14 cái áo á. Nè, tay ngắn tay ngắn nè. Rồi rồi phái rồi. Phái màu sáng phái liền. Màu sáng là chúng mà chúng mod của anh Thập rồi. Rồi ok. Ok. Được không? Vô bon. Vô bon. Rồi nãy giờ mấy cái rồi? 3 cái. Đếm lại coi. 3 cái. 2 hai rồi đó ba cái à lựa thêm đi tại vì tới 14 cái là ba đực á ba
Rồi giờ lựa thêm nữa. Nó tới dài nữa. 14 cái hả? Lựa nữa. Ừ. 14 cái thì lựa nữa. Nó sẽ sáng luôn đó, sáng luôn đó. Lựa luôn. Luôn. Trời ơi mặt chồng vô luôn vậy đó hả? Mà cái ham mày. Rồi vừa luôn sao anh? Vô luôn. Lượm luôn. Nó là chút điểm phê. 4 rồi đó. 4 cái được rồi. Không cái được rồi. Lấy nữa không? Thôi, okay. Vậy hả? Mấy người? 3 mấy, người. 3 người 14 cái. Rồi. Vậy là 4 cái được rồi, không lấy nữa không? Không hả nha. 4 cái được rồi. Ừ. Rồi đồ cuốn liễu nãy giờ là lấy ra là coi trong đó nó có gì. Có gì đâu. 4 cái nó làm dấu không? Coi kỹ là coi có cái nào ngắn nào dày không? Nếu mà cái nào ngắn thì kiếm cái dày. Cái đồ này là của tước chứ không? Bứng. Rồi nay vô mánh này ai cũng có cho người hen. Hả? Coi chữ đó chữ gì? Chai này là cái chai gội đầu. Sà bông lia. Cô đừng có xé mấy cái chữ Việt Nam ra nghe. Đang đang có gì nữa hỏi ta? Là đọc cái cụm. À biết rồi đọc. Đọc cái liễu. Đọc nghe hết hồn ạ. Chữ. Hả? Cái chai này là vệ sinh phụ nữ. Mà biết vệ sinh phụ nữ là cái gì không? Hả? Bỏ vô. Liễu? Mình phải nói, chắc mình phải nói trắng trợn cho nó hiểu chứ nhiều khi nó không biết. Nói trắng trợn đi, kha chuyên môn vô đó mà. Mình nói gần gần vậy, mình nói ví dụ kiều vậy đó. Nó gần gần vậy đó. Chắc phải nói luôn quá. Cái chai này nè. Đừng quốc thẳng chữ đó nha. Là vệ sinh... ấy hả? Rồi. Biết rồi. Biết rồi, biết không? Biết không? Biết rồi. Cái gì? Vệ sinh cái gì? Vệ sinh. Nè, có cái chữ nè, vệ sinh cái gì? Vệ sinh phụ nữ là vệ sinh cái gì? Đúng rồi, tấn chuyện nó coi cự quầy rồi, tao sợ rồi. Vệ sinh cái gì? Có cỡ rồi kìa, chắc biết. Không biết, làm gì biết. Chứ đó giờ chắc cũng có xài chứ sao. Làm gì xài, hồi đó giờ làm gì có xài. Cái đó mày đâu có xài đâu. Sợp đập coi. Đưa sạp ra chai gì? Nước sạp chai gì? Mày đọc đi. Đọc cao mà đọc đi. Đọc cao đọc đi. Đọc kìa. Chai sữa tắm á mọi người. Sữa tắm mà kha nói khơi khơi hoài. Vệ sinh. Vệ sinh cái gì? Em bé. Thôi. Em bé có vệ sinh đó hả? Ôi. Chai gì tao quên rồi. Chai gì tao quên rồi. Chai gì tao quên rồi. Cái chai này á là để cho vệ sinh phụ nữ, có nghĩa là vệ sinh cô bé, cô bé, đi. Cô bé, cô bé. À, cô bé ơi sao mà thương mà nhớ đó. Cô bé cái chuyện vệ sinh em bé đó. Hả? Cái chuyện nó tưởng là vệ sinh em bé đó. Hả? Ừ. Trời không lẽ giờ nói trắng trợn luôn trời. Khỏi rồi coi quá cực cáo. Cô biết không? Vệ sinh phụ nữ cô biết không? Rồi sao cô nói coi. Có ba cáo em. Cô nói đi cho dễ. Không nhiều khi. Cô nói cho Liễu biết đi. Vệ sinh phụ nữ. Phụ nữ mà vệ sinh cái gì á? Vệ sinh phụ nữ là cô biết không? Biết thì cô nói cho Liễu hiểu coi. Bây giờ con nói trắng trợn qua đó, thì con nhân viên mà con không nói á, nhiều khi gia đình không có biết xài. Mà con nói vệ sinh cô bé, giờ nhiều khi chưa hiểu đâu. Rồi sau này sanh nhỏ ra cái đi vệ sinh thằng nhỏ nữa. Ừ. Cái đó bà biết. Cái chai này là cái chai vệ sinh phụ nữ. Mà vệ sinh phụ nữ là cái gì? Thôi giờ cô đừng nói, cô chỉ đi, chỉ chỗ nào. Chỉ là vệ sinh cái gì? Chỉ thôi. Con Liễu cái gì? Cho Liễu mà vệ sinh cái chỗ nào? Vậy xin cái chỗ chỉ nào? Đi chỉ thôi, chỉ. Khỏi nói chỉ. Bụng phải không? Chỉ cái bụng á. Chỉ xin cái bụng phải không? Cô chỉ đi cô. Bảo không biết rồi. Không biết luôn hả? Nó là tục tiểu lắm. Không phải tục tiểu. Tục tiểu. Nó tục tiểu là biết rồi đó. Chắc thôi vậy là cô biết rồi đó. Biết rồi. Được rồi. Nói vậy biết rồi đó. Không phải là tục tiểu. Mình cô chỉ thôi, cô đừng nói. Cô chỉ. Vậy xin ở đâu mà chỉ cái được rồi. Cho Liễu hiểu. Xé ra chi trời. Vệ sinh phụ nữ có nghĩa là cái đó là để cái đó mình sanh em bé ra đó, không rồi là vệ sinh ngay cái chỗ đó luôn đó. Không biết hoài luôn rồi. À, nói kỳ vậy. À, rồi biết rồi đó, nói vậy biết rồi. Vệ sinh chỗ đó đó, khu vực cấm. Là vệ sinh chỗ đó nghe Liễu. Biết rồi. Ừ, khu vực dùng cấm đi á. Cô nói vậy là cô biết rồi đó. Cái chai này là vệ sinh phụ nữ, còn cái chai này hai chai này là vệ sinh phụ nữ nè. Chai này là bông tắm, hai chai vệ sinh cô bé. Cái này là cái dao hai lưỡi để bào, đúng rồi, cái này là chúng gu nguyên liệu. Bằng bào á. Nè em cầm đi. Cái này là cái cái cối xay tiêu, biết xay không? Tôi có cái này nè. Hả? Em mở ra coi. Cái đó mở ba mua 50 ngàn mà. Hả?
hồi đó tôi cũng mua một cái để ra cà tiêu nữa mất nó ma nữa mất đó mua rồi nó ma quá mua được xài nó ma cái gói cà tiêu nè. Rồi vậy là biết phải không? À, biết cái gói cà tiêu má nó có mua à nó mua tao có chỉ mình xài không thay bỏ tiêu cho thay. Những phần quà này quần áo chai xà bông tắm, hai chai vệ sinh phụ nữ, một cái cối xe tiêu, cảm ơn người ta mày sắp một cái dao hai lưỡi để bào cảm ơn là mày. Của chị gì mà thường thường mà xuống đây mà anh gửi quà là của chị gì? Chị Trang á, phải chị Trang không? Đâu biết á. Ừ đúng rồi. Đó là Na Uy đó chứ đâu. Trời Uy. Những phần quà đó là của chị Trang ở Na Uy. Là con tượng luôn. Ừ. Những phần quà này là của chị Trang ở Na Uy nha. Rồi nói gì? Quần áo đó. Nói gì chị Trang không? Này đưa em giùm đi. Sợ tôi có đâu. Tôi có đâu là có gì? Kêu ông sợ. Cảm ơn kìa. Rồi em có không có gì là không có gì. Có mấy chỗ đó. Mấy chỗ đâu? Mấy chị tắm á. Ý nói là hôm nay cảm ơn quá rồi, ý nói là hồi xưa dàn sạp không cảm ơn. Phải vậy không? Chị sợp á. Cho chút ra cho lộ mà cảm ơn mày. Rồi em có cảm ơn chị Trang không? Cảm ơn chị Trang mà quá tài. Rồi sao nữa? Nhiều đó hả? Nhiều đó hả? Có gì đó thêm chút mắm, chút muối vậy đi, gì lạc dữ vậy? Nhiều đó thôi. Hả? Nhiều đó được rồi. Nhiều đó là đủ xài rồi phải không? Hơn chút rồi. Còn ông sợp? Cảm ơn. Cảm ơn sao? Cảm ơn sao? Cảm ơn chị Trang làm tốt lành, giàu giàu giúp sức khỏe. Đó, của chị Trang không? Của chị Trang rồi, của chị Trang đúng rồi. Tiền dài hơn đó. Rồi, tiền vô như nước. Trời ơi. Sao nữa? Tiền vô như nước xong gì? Dạ. Tiền phát lộc phát tài. Phát lộc phát tài. Có gì nữa? Mà thường thường phát lộc phát tài là cái câu đó là chúc Tết. Chúc Tết. Hiện tại giờ nó qua Tết lâu rồi, nó muốn nửa năm rồi. Rồi chúc gì nữa? Tết trời chị Trang mặn vui vẻ. Chị Trang mặn vui vẻ rồi gì nữa? Nếu mà em không chúc được là lấy quần áo lại luôn. Chúc được là nghe hay hay quá chị nha, chờ được đó. Chúc gì sao? Sao tao có đồ lo nha. Ai có đồ. Cảm ơn đi. Sao? Quên hả? Quên. Thôi vậy cũng ngon rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Chúc gia đình vậy sao? Giàu giàu sức khỏe. Làm cái gì? Phát tài phát lộc. Cái gì nữa? Chơi đúp bộ nguyên liệu luôn mà. Chúc hai đầu rồi. Cảm ơn chú chị Trang. Sạp cảm ơn hay hơn liếm nữa. Cảm ơn về thòn lòn luôn. Liếm thì có câu nó hoài luôn. Mình khỏe mà phát tài thôi. Còn nữa không? Hết. Hết. Như vậy là đủ chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Đủ chưa mà chuột. Hả? Chút đủ chưa? Đủ rồi. Vậy hả? Vậy hả? Thương chị Trang không? Chị Trang giúp gia đình mình cũng nhiều lắm rồi, em thương không? Thương. Thương là thương sao? Thương sao? Hả? Chưa biết chị Trang. Thì chưa biết. Ngoài Na Uy á. Mà thương không? Trang Na Uy đó không biết hả? Biết. Thương chị Trang không? Ẩm xuống là tao thấy ngầm thấy đó. Thấy gì trời? Thấy. Chị Trang đâu có ở đây đâu mà thương mà thấy. Con Thanh nó xuống. Cô Thanh hả? Chết nữa rồi. Đó là con Thanh. Chết rồi. Mà thương chị Trang không? Chị Trang hả? Chị Trang ngoài Na Uy á. Thương không? Thương. Sao là thương? Chưa làm quen. Chưa làm quen rồi thương luôn. Thương là thương tình nghĩa chị em phải không? Thương chị em. Thương là chị đã giúp mình đúng không? Giúp mình. Mình nói sao thì nói theo như vậy đó chứ gì đâu. Nghe Liễu nói không? Không nói được là chú Cao lấy đồ lại. Rồi ví dụ như anh lấy lại em đưa không? Lấy được lấy đi. Thiệt không? Thiệt. Rồi phải đưa đây. Mấy chút không hay rồi đưa lại. Đây nè. Rồi ok. Trả lại mấy cái áo luôn không? Áo này áo cũ, áo nhà áo nói. Ủa áo này của ai ta? Áo mặc sáng vậy. Ủa vậy hả? Áo nhà. Ồ vậy là lấy luôn phải không? Lấy không? Thiệt lấy đi. Khóc không? Không. Buồn không? Không buồn. Hả? Không. Buồn không? Không. Thiệt không? Thế. Rồi vậy về nha. Vậy về đi. Rồi chào đi. Chào bye bye. Rồi chào cái nón luôn. Chả nè. Rồi ok. Chứ này em chơi. Vậy chứ mà sụi lơ. Không có sụi. Hả? Tao đi đồ mua đồ mới, đồ cũ trong đốp hết trơn. Vậy đó hả? Đồ cũ trong đốp. Không có đồ chứ Giang, tặng đồ mới mà.
đồ cũ. Ý là biết rồi, ý em nói là đồ cũ em là đúng hết. Mà đồ chị Trang là đồ mới hoàn toàn nha. Nhưng mà lấy lại là buồn không? Không. Thiệt không? Thiệt buồn với buồn trời. Buồn. Nói vậy chứ đi ra khóc liền á. Không có khóc. Hồi nãy thấy quần áo mừng dữ lắm. Không có khóc. Chút đi ông phê rồi không khóc. Nó chỉ giữ mấy bộ quần áo, mấy áo này lại nghe. Giỡn em thôi. Giữ lại để mặc đi đám cũng được luôn đó, đồ này đồ mới mà. Mới à. Liệu em cưới chứ Khúc làm. Bà ở nhà bà đi đâu? Được không đi chưa? Tới bà ở nhà. Tới xanh rồi. Tới gì đó à. Ông cưới à, con á đúng à. Đợi xuống đại phụ ra. Thôi. Chúng với bà lại ta luôn à. Đó đại mi với bà. Ý cô nói là cô Liễu vừa tới ngày sinh mà đám cưới người ta mời cô không dám đi. Phải vậy không? Cô sợ cô Liễu nó ở nhà nó đau bụng. Nói vậy vậy hiểu. Ở nhà bà đi tôi đi cho. Chúng ta lại ta luôn à. Tôi đại mi đàn gái dưới mà. Lại ta. Có gì không? Nó ngồi bằng giữa không à. Cái gì kìa? Ngồi bằng giữa trời, chơi gì ngồi bằng giữa. Không có bà ngồi giữa. Không có bà, tôi đãi tôi có ngồi mâm đâu. Nó ngồi. Ý là Liễu nói là em đi đám em ngồi bằng giữa. Không có ngồi bằng giữa đâu, ra tiếp khách phụ. Như là qua đàn gái tiếp phụ cho con Phước nè. Mà có ngồi bằng giữa không? Không. Mà đúng rồi, mình là con nhỏ mình đã ngồi tiếp bằng giữa. Chú nó ngồi bằng giữa. Ai bưng à? Gì vậy trời? Ai ngang à? Chú nó, chú Tám. Ổng lớn thì ổng ngồi bằng giữa. Thật. Cái đồng họ không rất phụ. Thì đúng rồi, người lớn người ta có quyền rồi. Rồi ừ, em chứ phụ bưng. Ba mốt ba ở nhà đi bà. Bưng mâm thôi nha. Ừ. Có mẹ ở nhà đi mẹ ơi. Bà ở nhà tao đi cho. Ừ, mẹ ở nhà tao đi bà. Đừng có bà. Gì nữa đó. Liễu vậy nghe mai mốt nó kêu mẹ đừng có bả nha Liễu. Bụng bự gì nữa. Hả, bụng bự gì? Bụng bự đám cưới nữa. Nói chú bụng bự hả? Đừng á. Ờ, ông tướng có bụng bự đâu. Tướng tại sao muối mà bụng bự gì? Bụng bự đám cưới. Bụng bự là em chứ ai? Là Tửng á. Thì hả? Trời ơi, nhà này ai bụng bự mà nói vậy? Nó bụng bự mai mốt đi đám cưới á. Mai tới cái này bé coi. Nói sao kêu tao bụng bự? Nói kêu mình về đi, tối quá rồi. Tối rồi. Chuyện vừa. Về mấy bà. Trời trời, Liễu dọn cơm em không chưa dọn vậy gì? Nó dọn thiệt à? Cái vụ gì với cái nhà này là Thảo ăn là số 1 mà. Có bây giờ không nghe nói dọn cơm chắc nghe. Rồi trước khi về thì Liễu một lần nữa cảm ơn với Trang trời đó chị chưa cảm ơn á. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi chưa? Cảm ơn rồi. Cảm ơn tại rồi. Cảm ơn lần nữa tay. Như đó đủ xài rồi. Cảm ơn nhiều được rồi hả? Bắt trước sập mấy mốt bắt trước sập cây. Ờ sập. Mấy mốt dạy cho Liễu cảm ơn. Ừ. Cảm ơn hay đó, cảm ơn dạy Liễu đi. Mở lên chị Trang chơi chiến này. Thôi chị Trang. Đi mai mốt không đi nổi. Mai mốt chở đi luôn. Ok. Okay. Mai mốt không đi chứ có gì đâu. Nó quy mà có gì. Nó quy có gì đâu. Chạy đạp mấy tiếng hồ mới tới đó. Đi xe, đi taxi nữa. Ta đi Campuchia cũng được. Nó quy có gì đâu, đi được phải không? Ủa? Sợ. Taxi là tắt. Ừ. Rồi bữa nào rảnh anh chở em đi ra chị Trang ha. Chị Trang anh chơi. Đi gần thôi mà. Có đâu đây ngoài chắc cũng phải. Nếu mà đi xe hơi chắc đây ngoài cũng khoảng 10 năm mới tới chứ gì đâu. 10 năm. Ha. Rồi ok. Vậy mà. Ba tay móp lên gặp chơi anh chị. Rồi ok. Móp cho ba xã mà đi. Bây giờ gia đình mình chào mọi người đi rồi. Chào chị Trang ha. Chào. Chào mọi người. Chào ra cô bầu. Chào rồi. Chào đâu? Chào. Chào cái coi. Chào tôi thấy cái coi. Chào. Mở mắt tay rồi xong rồi. Nhẹ em bằng bao.